Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới mọi người đất thổ cư cũng như nhà ở liền kề, các dự án đều có cái diện tích sổ đỏ là từ 30m² trở lên và có cái giá bán chỉ từ 900 triệu đồng. Thì là hôm nay em xin gửi tới mọi người một cái dự án ở bên em có cái giá chào bán là 1.320.000.000 đồng và có diện tích là 30m², xây với căn nhà là 4 tầng. Đây hiện tại là em đang đứng trước phía trước cửa của ngôi nhà. Thì là ngõ trước của ngôi nhà là 2m, cách đường ô tô chạy là 15m. Cách hiện tại em đang đứng trước cửa chính của ngôi nhà, thì cửa chính của ngôi nhà được làm với hai lớp. Lớp ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện và lớp bên trong là lớp cửa kính, rất an toàn và chắc chắn. Em đang tiến vào phía phòng khách của ngôi nhà. Đây là phòng khách của ngôi nhà và phòng bếp của ngôi nhà. Diện tích của ngôi nhà này thì là 30m² nên là em thiết kế phòng bếp và phòng khách theo mọi người có thể quan sát thì cũng rất là tiện lợi đó. Và toàn bộ cái hệ thống trần thạch cao cũng như là đèn led trong ngôi nhà, toàn bộ trong ngôi nhà này từ tầng 1 lên tầng 4 đã được bên em thiết kế đầy đủ nha mọi người, thiết kế đầy đủ. Đây ạ, em đang tiến vào gian bếp của ngôi nhà. Gian bếp của ngôi nhà cũng được thiết kế rất là rộng rãi, có tủ bếp và chậu rửa bát cũng như là vòi rửa. Thì là cái chất liệu của cái tủ bếp này là được làm bằng gỗ linh Nam Phi và ở đây là chậu đúc để rửa bát nha mọi người. Ở tầng 1 này thì có một phòng vệ sinh, mọi người có thể quan sát có bồn cầu cũng như là vòi xịt và vòi rửa. Đồng thời là ở trong tầng 1 này là có hệ thống máy bơm để bơm nước lên cho toàn bộ hệ thống ngôi nhà này. Đấy ạ. Em xin mời mọi người tiếp theo lên tầng 2 của ngôi nhà. Thì tầng 2 của ngôi nhà là được thiết kế một phòng với lại một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây ạ. Đây là toàn bộ gian phòng ngủ của ngôi nhà. Rất là rộng rãi, có cửa, ở đây có ban công. Riêng tầng 2 này thiết kế cửa có ban công đi ra ngoài. Rất là thoáng. Vừa lại cái khí trời cũng như là cái ánh sáng tự nhiên vào trong cái căn phòng này. Rất là rộng rãi căn phòng, bởi vì là chỉ có 30m² thôi, cho nên là chia một cái tầng là một phòng ngủ nên là rất là rộng. Có thể kê đồ đạc, giường, tủ thoải mái nha mọi người. Mời mọi người lên tầng 3 cho em. Tầng 3 của ngôi nhà thì cũng được thiết kế tương tự như tầng 2, cũng là một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Tuy nhiên là tầng 3 của ngôi nhà thì không thiết kế cái kiểu ban công nữa mà là thiết kế hai cửa sổ để lấy ánh sáng vào trong ngôi nhà. Mỗi một phòng ngủ của bên em đều thiết kế có áp tổng của cái điều hòa, đây có dây chờ điều hòa cũng như là ống chờ điều hòa để lắp điều hòa sẵn rồi. Nhà này là hoàn thiện xong hết rồi, mọi người chỉ việc dọn đồ về ở thôi và có giá bán là 1.320.000.000, rất là rẻ. Đây là nhà vệ sinh. Tiếp theo mời mọi người lên tầng 4. Tầng 4 của ngôi nhà rất là sáng. Đây, tầng 4 của ngôi nhà cũng được thiết kế một phòng ngủ. Ngoài ra thì mọi người nếu như mà mọi người có thể để làm phòng thờ. Rất là tiện. Cửa sổ, lắp hai cửa sổ để ánh sáng cũng như là khí không khí ở bên ngoài mà. Rất tiện đấy nhở. Đây là phía bên ngoài này là sân phơi. Đây, sân phơi của ngôi nhà đây ạ. Có vòi để chờ sẵn lắp máy giặt cũng như là phơi ở trên này. Khi cái phần sân phơi này thì lại chúng ta lại có thể về khách hàng có thể tự thiết kế cái dây treo quần áo lên trên cao, cái dây phơi quần áo tự động ấy ạ. Rất là tiện.
Thì em xin nhắc lại với mọi người cái vị trí căn nhà này là ở tổ 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Có diện tích là 32m² và có giá chào 30m² và có giá chào bán là 1 tỷ 320 triệu. Hướng nhà là hướng Tây Nam và xây là xây 4 tầng nhé mọi người. Thì là hôm nay em xin gửi tới mọi người cái video này. Video này thì là cái vị trí nhà này là rất là gần các trường mầm non, trường tiểu học, trung học ở Yên Nghĩa, cũng như là rất là gần trạm y tế, là trường trạm phường rất là gần. Nên là mọi người nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết thì là xin gọi cho em theo số điện thoại trên màn hình là 0983013403 hoặc 0888041414 em Ánh để biết thêm chi tiết nhiều hơn. Em xin thành cảm ơn.